xin chào mọi người đã quay trở lại với Sĩ Thanh Channel. Và chủ đề ngày hôm nay đó chính là tất cả về tóc. Như mọi người đã biết, Sĩ Thanh cũng như là các bạn khán giả ở đây chắc chắn sẽ rất mê các idol của Hàn Quốc. Mê về phong cách của họ nè, mê về khuôn mặt của họ nè, mê về style makeup và đặc biệt mê về tóc. Tại sao các idol Hàn Quốc lúc thì lúc nào cũng lung linh, tóc tai lúc nào cũng bóng mượt và cực kỳ là đẹp luôn. Mặc dù họ nhuộm tóc, tẩy tóc rất nhiều, bí quyết của họ đó chính là họ có cả một đội ngũ makeup và làm tóc rất là chuyên nghiệp, và hàng tuần họ đều đến salon để phục hồi tóc hư tổn. Nhưng cũng không có ít đôi lần chúng ta sẽ bắt gặp idol của chúng ta vì lịch trình quá là bận rộn, cho nên là có những lúc họ không có thời gian để họ chỉnh sửa tóc cũng như là không có thời gian để chăm sóc tóc, thì các idol của chúng ta tóc cũng hư tổn rất là nhiều đấy nha. Tóc của họ bị hư tổn như vậy là đúng thôi, mọi người nghĩ đi, nhuộm tóc liên tục với lại cường độ làm việc liên tục, tiếp xúc là máy làm tóc, máy nhiệt, lớp nóng liên tục thì tóc nào mà không hư tổn cho được chứ. Các idol của chúng ta cũng rất là khổ sở, mọi người thấy không? Sau ánh đèn sân khấu là tất cả những gì mọi người sẽ thấy. Và Sĩ Thanh cũng vậy, Sĩ Thanh rất là hiểu được cái chuyện đó. Tóc của Sĩ Thanh đã từng rất là khô và sơ, tại vì Sĩ Thanh đã từng tẩy tóc và nhuộm tóc. Mọi người đã nhớ hồi kỳ Sĩ Thanh nhuộm tóc ombre dưới tóc, cho nên Sĩ Thanh tẩy tóc rất là nhiều và cảm giác da đầu của mình cực kỳ là rát và cực kỳ là đau luôn. Mỗi lần như vậy về nhà rụng tóc rất là nhiều và cảm giác gần như phải hói đầu luôn á. Nhưng mà thay vì đến salon làm tóc để phục hồi hư tổn thì mỗi lần đến salon mình là phải phục hồi thì phải tốn vài triệu đồng. Không phải hàng tuần có thể đi được như những idol Hàn Quốc, người ta có công ty lo, nhưng mà tôi và các bạn thì không có ai lo hết, cho nên chúng ta phải tìm ra bí quyết vừa rẻ vừa đẹp vừa có thể làm đẹp cho tóc của mình. Và đó chính là tiêu chí ngày hôm nay của Sĩ Thanh, bí quyết riêng của Sĩ Thanh để giúp cho tóc của mình luôn bóng mượt và chắc khỏe và đẹp như các sao hàng. Bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Muốn dưỡng tóc mà không cần phải đến salon tốn tiền thì ở nhà chúng ta phải trang bị một bộ đồ nghề riêng. Sẽ đang xài dòng dưỡng tóc chuyên dụng của thương hiệu Paco, một thương hiệu với phương châm là dưỡng tóc tự nhiên, mùi hương dịu nhẹ quyến rũ. Bà Thanh cực kỳ là thích mùi hương này tại vì hãng này đã mời chuyên gia nước hoa đến mỗi sản phẩm được tác lên mùi nước hoa của các thương hiệu nổi tiếng luôn. Bây giờ thì mình bắt đầu các bước dưỡng tóc thôi. Bước đầu tiên, Thanh sẽ sử dụng tinh chất dưỡng tóc trước khi gội để bảo vệ tóc. Đầu tiên làm ướt tóc, sau đó Thanh sẽ dùng cái lọ này, đó là tinh chất dưỡng tóc trước khi gội của Paco, thoa đều lên tóc. Các bạn có thấy là tinh chất dưỡng tóc này rất là giống serum dưỡng da không? Mới thoa lên là tóc sẽ mượt ngay luôn. Tới đây thì chắc mọi người đang thắc mắc là tại sao người ta thường gội xong rồi mới dưỡng, tại sao mình lại làm ngược lại, dưỡng trước rồi mới gội. Thực ra là tinh chất dưỡng tóc trước khi gội có thể giảm đi tình trạng tĩnh điện tóc, giúp cho mái tóc trở về trạng thái suôn mượt, đồng thời sẽ tạo thành lớp màng bảo vệ tóc giúp phục hồi tóc hư tổn nè, cải thiện chất tóc và có tác dụng giữ màu nhuộm cũng như ngăn chặn sự tổn thương do môi trường gây ra. Và tinh chất này không cần phải xả với nước đâu nhé, có thể dùng dầu gội ngay trực tiếp luôn. Bước thứ hai đó là gội đầu. Thanh dùng cái chai màu hồng này rất là xinh, nhìn là muốn gội liền. Đây là dòng phục hồi tóc hư tổn của Paco, cực kỳ là thích cái bình này luôn, rất là đẹp, cái màu sắc là muốn gội liền và mùi hương thì cực kỳ là thơm. Cái mùi này rất là quen thuộc mà Thanh không nhớ ra mùi nước hoa nào. Gội đầu thì nhớ gào kỹ từ trước ra sau, từ sau ra trước, từ trái sang phải, kỹ hết cái đầu cho thật là sạch nha. Gội đầu khoái nhất là lúc tạo bọt, bọt thì siêu mịn luôn, hoàn toàn không bị rối tóc trong quá trình gội. Đặc biệt dầu gội này có tác dụng phục hồi tóc cực đỉnh, với các thành phần chiết xuất từ thiên nhiên và chất tạo bọt lành tính như betaine, hoàn toàn không gây hại tóc như các chất hóa học khác. Còn có thêm thành phần keratin tự nhiên và protein lúa mì giúp bổ sung dưỡng tóc và cấp nước cho tóc, do đó giảm tình trạng chẻ ngọn tóc và giúp tóc mềm mượt hơn và chắc khỏe hơn. Bây giờ thì mình xả nước nha. Xả tóc nè, wow, mọi người thấy chưa, tóc thanh mượt và tươi như một làn suối, nhìn rất là đẹp nè. Cảm giác các cọng tóc rất là sạch và không bị rối vào nhau. Thanh ngại nhất là gội đầu mà bị tóc rối nha, sẽ khiến tóc rụng rất là nhiều khi gỡ ra. Đúng là dùng tinh chất dưỡng tóc trước khi gội có khác. Lúc trước sau khi mà xả nước xong, nhìn xuống tấm chắn lối thoát nước rất là buồn, tại vì tóc rụng rất là nhiều. Còn bây giờ thì đỡ hơn nhiều sau khi gội đầu là tóc ít rụng hẳn đi. Bước thứ ba đó là dùng dầu xả mượt tóc để cung cấp dưỡng chất cho tóc. Các bạn lưu ý khi mà xả tóc phải cách trên tóc 2cm và massage nhẹ nhàng, vuốt rời các cọng tóc tránh gây rối tóc sau khi gội xong nhé. Để tóc lên đầu khoảng 1-2 phút rồi xả sạch với nước, hoặc bạn có thể quấn khăn lại như Thanh, sau đó ủ một xíu cho cái tinh chất đó thấm sâu hơn và tóc mình sẽ mượt hơn, siêu mượt luôn. Sau đó thì mình xả sạch với nước thôi. Bước thứ tư cũng là bước cuối cùng, sấy tóc. Sau khi gội, các bạn nên dùng khăn quấn cho thấm bớt nước tóc khoảng 5-10 phút lại sấy tóc nha. Thật ra chăm sóc từ bên ngoài cũng cần nuôi tóc từ bên trong đó. Thanh thường dùng các thực phẩm tốt cho tóc để cho tóc chắc khỏe, giảm gãy rụng. Ví dụ như là ổi giúp cho tóc chống gãy rụng nè,
chất sắt thì có trong thịt bò, ngũ cốc, đậu nành chống rụng tóc. Thực phẩm giàu protein như là sữa chua, cải chua, kim chi cũng giúp tóc khỏe. Hèn chi các sao hàng phục hồi tóc nhanh và kim chi đó nha. Bơ, hạt chia cá hồi có omega 3 giúp da đầu khỏe. Khoai lang cũng là một thực phẩm giúp số lượng tóc nhiều hơn, đồng nghĩa là tóc sẽ dày hơn. Ăn nhiều khoai lang vô nha. Bây giờ thì mọi người hãy xem tóc của Thanh trước và sau khi gội nha. Tóc sau khi gội mềm mượt và có độ bóng cực kỳ là tự nhiên. Đâu cần phải ra salon tốn tiền, tôi cũng có bí quyết để có mái tóc trắng khỏe và bóng mượt đấy nè. Tóc Sĩ Thanh vừa mới gọi là tức thì mọi người thấy có giống như là tóc Sĩ Thanh này vừa mới ép xong không? Rất là thẳng luôn. Tóc tôi rất thẳng, chỉ có hơi tóc cong chút xíu thôi nha. Hy vọng mọi người thích clip này của Sĩ Thanh, đừng quên subscribe kênh YouTube của Sĩ Thanh cũng như là gửi những comment về những cái clip mà mọi người muốn thực hiện và những cái tip mà mọi người muốn Sĩ Thanh làm cho mọi người biết nha. Còn bây giờ bye bye. Chú đi tắm tiếp thôi mọi người ơi.